Trong báo cáo đánh giá tác động kinh tế của dự thảo thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có đường do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho thấy, khi áp thuế 10% đối với nước giải khát có đường sẽ khiến quy mô sản xuất của các doanh nghiệp này bị co hẹp sau khi tăng thuế. Giá trị tăng thêm với giá trị sản xuất đều giảm, trong đó giá trị tăng thêm giảm khoảng 5.650 tỷ đồng. Khi mà áp dụng cái mức thuế suất này thì sẽ có tác động ngay trực tiếp tới ngành nước giải khát cũng như là toàn bộ nền kinh tế và cụ thể là 24 ngành trong cái chuỗi liên ngành của ngành nước giải khát. Và theo đó thì cái giá trị gia tăng tăng thêm của giá trị sản xuất cũng như là GDP của nền kinh tế kéo theo đó bị giảm. Cùng với đó là ảnh hưởng tới cái quy mô sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới cái lợi nhuận. Và quan trọng hơn nữa, và chúng tôi đánh giá nhìn nhận ở đây, đó là cái cơ hội việc làm và cái thu nhập của người lao động. Bên cạnh ý kiến cho rằng việc áp thuế này sẽ làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với đồ uống, thì cũng có chuyên gia nhận định việc làm này có thể khiến người dân chuyển từ sản phẩm phải nộp thuế sang sản phẩm tiềm ẩn các nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên tắc là thuế thu đặc biệt là nằm trong giá, cho nên giá bán sản phẩm cũng sẽ tăng lên tương ứng. Vậy khi giá bán sản phẩm tăng lên thì nếu như thị trường người ta chấp nhận được thì không sao. Nếu như thị trường không chấp nhận được thì cái số lượng tiêu thụ nó ít đi và nó ảnh hưởng đến quy mô của sản xuất cũng như ảnh hưởng đến tiêu thụ. Đối với nước giải khát thì không chỉ sản xuất mà còn cả các cái chuỗi cung ứng dịch vụ nó rất là rộng ạ. Tại vì là có thể là ăn uống hoặc là giải khát vân vân thì đều sử dụng cái sản phẩm này. Cho nên phải có cái thời gian để người ta thu xếp, chuẩn bị để phù hợp với cái mới. Các cái loại hàng hóa hoặc dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Qua đó là tác động đến cái việc chi tiêu của cả cộng đồng cho cái việc khắc phục các cái sức khỏe đó. Thì đấy là một cái việc mà chúng ta thấy rằng là trong cái dự thảo về thuế tiêu thụ đặc biệt nói chung và đối với nước ngọt nói riêng lần này có đưa vào trong dự thảo là diện chịu thuế. Thì tôi cho rằng là cái ý tưởng đó hay là cái quan điểm đấy thì là đúng. Các chuyên gia cho rằng khi đưa ra một chính sách thuế cần phải cân nhắc tính khả thi của chính sách khi đi vào thực tiễn, cần tính toán, đánh giá kỹ tác động của việc đánh thuế về mặt kinh tế và y tế. Trong đó cần coi trọng việc điều tiết hành vi người tiêu dùng, sau đó mới đến mục tiêu ngân sách.